Đây là Vinland các bạn nhé. Gia đình mình ai có ba lô túi xách lồng cho kiểm tra trước khi vận động. Ba lô của anh ạ. Ôi giời nặng quá. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vinpearl Land. Vinpearl Land của Phú Quốc các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là kiến trúc ở đây được thiết kế theo kiểu châu Âu không? Các bạn có thể thấy là lâu đài rất là đặc trưng của châu Âu. Trong tay tôi đang có một cái bản đồ các bạn. Tôi sẽ chiếu cho các bạn xem cái bản đồ của Vinpearl Land Phú Quốc. Các bạn có thể thấy là có rất nhiều địa điểm để vui chơi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi khám phá tất cả các địa điểm nha các bạn nha. Chúng ta vào Long Pet. Đây có mua 1 tặng 3. Quý cô thì rất thích vào đây này. Chỉ cần 10 triệu thôi. Đi ra bên ngoài đi lối này luôn chị ơi. Ra bên ngoài này đi lối này đi theo lối này luôn anh chị ơi. Câu còn mua sắm đấy. Rồi anh chị. Đi ra bên ngoài đi cùng em vào bên trong tham quan trước. Để cho tiền giờ. Rồi. Rồi, đi cùng với em. Vâng. Vâng. Rồi, tập trung ra bên ngoài giùm em. Mua sắm gì ra ngày mai mốt. Hôm nay đi chơi thôi. Hiện tại bây giờ là 1 giờ. Hơn 1 giờ các bạn. Thời gian rất là nắng. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn có thể thấy là đây là các tòa nhà kiểu kiến trúc châu Âu. Chiều ngày hôm nay là nhà mình chung trước, nhà đây là chỗ này. Lúc 6 giờ giùm em nha. 6 giờ giùm em. Đây, 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 đây à. 6 giờ là ông qua đây ăn cơm. Rồi, bây giờ nhà mình sẽ tiến ra ở phía sau. Tiến ra ở ngoài, đó. Thì ở ngoài sau này em sẽ chỉ cái vị trí anh chị muốn chơi gì đó mình chơi nha. Sau đó có một cái nhà hàng gọi là nhà hàng Ba Miền. Ra đó uống cà phê để khác ra nhìn cảnh mình chơi. Phía bên này chừng nào nhà mình muốn tắm thì mình tắm nha. Bên này là công viên nước. Và bên này sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều. 6 giờ là đóng cửa. Anh ơi, chiều tắm là cũng chỉ có mỗi cái này để tắm thôi gì. Đúng rồi. À, thế mình tập trung đấy mình tắm thôi. Chiều tầm 5 giờ, 4 giờ ra đây. Bước qua thấy à? Thấy rất nhiều một câu. Bên này là công viên nước, bên này là biểu diễn nhạc nước nha. Rồi. Nhạc nước là tối. Thủy cung chơi game và xem phim 5D. Đi lối này. Quay rồi xe điện đụng vân vân, rồi đĩa bay nằm bên trong bên đó hết.
rồi về nhà lại ăn rồi ấm chén. Ở đây mình gọi là cơm nước. Ta đang vào lâu đài Queen. Công viên Vinpearland này có khoảng 38 khu vui chơi giải trí các bạn. Thủ đu quay trên cao này, dạp phim 5D, đu quay thú nhún, xe điện đụng, vân vân, rất là nhiều các bạn. Chúng ta sẽ vào để chơi game nhé. Các loại game ở trong nhà. Các bạn có thể thấy chúng ta thấy ở đây là những trò chơi đa phần là của thiếu nhi các bạn. Đây các bạn có thể thấy con số khách trong trường.
tôi sẽ chơi một trò chơi các bạn.